Hôm nay mình lên dần ở núi Ba Thê nha. Để anh Hải núp đó. Cái cây xanh này. Cây xanh quá trời khủng luôn mà. Giống như đàn bà luôn. Năng quá trời luôn. Cái ngoài sông cái đầu nhỏ bỏ đi Hải ơi. Anh Hải lên trước nha. Dành đến luôn nha. Hay lên cây đi. Xin chào anh Châu nha. Không, không có ông đâu. Đừng hát dây leo vậy nha. Cái cây anh đố mình bỏ xuống nè. Không kìa. Vâng, vâng, vâng. Vâng, kéo tôi giờ nè. Anh đố mình bỏ xuống mình hỏi em cái gì. Đúng. Dữ lắm, cái xanh này rễ quá. Nó rễ nhiều rồi mình khó cưa dữ lắm nha. Khoan 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 khoan, ê ê, cái xe qua cái. Ah.
Ra ông ơi. Ra 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 ra. Bám rễ lên rồi. Trời chỉ vàng luôn á. Nãy mình đứng nghe đó, nghe cái ổ của nó luôn. Cái vàng nguyên ổ luôn kìa. Đứng nghe vàng nó luôn á. Nguyên cái ổ á. Tao đã cắn rồi mới hay. Nguyên ổ cái vàng vậy đâu á. Ồ cái nè. Đỏ con chưa.
Nó gỗ nó ngay đây nữa mà. Đó. Cái giò đó. Cắn chết luôn. Anh Hải cái này sợ cống kính nó quen nhưng mà cho nên lên cây lên nhìn ngoài sông không. Quái em vô giò. Nguyên lẩu đặng á. Sấm sét nổ tới luôn nha bạn. Quá trời luôn. Quá trời chứ mưa rồi.
coi xuống đó. Dính bên kia nha. Còn nhắn nhỏ dưới kìa. Chắc chưa? Ừ đúng rồi, mé tàu đi. Ừ, luôn. Nhà, ừ. Khỏe hơn. Đúng rồi, lên lên tàu mau lắm luôn á. Bè phải xả ba nhánh xuống đi. Nó đang đây nha. Đúng rồi, đúng rồi. Nổi nổi, mé gọi nghịch nhẹ vô rồi. Nhẹ heo vô rồi. Đâu phải mình nghịch đâu. Bá Lan nghịch mà. Không, ở dưới mình đèn nè, mình ngáy lên, lai gai lên là đi lên rồi. Vô đây mình lấy củi nó khỏe hơn. Để xuống đó nữa kéo lên mệt lắm. Xuống cái mệt chút nha, mình mới trở lên mé xong mình lấy ba la mình cảo xuống. Út Anh cưa là nhổ quắt không, nói cưa lại cho nó đó. Giờ Út Anh lên tiếp, anh đến với Hải nha mà. Để anh lên sạc hết cái dàn tàn này. Chào các bạn nha. Chiều rồi, chiều rồi, cái nó hơi mệt. Nói vậy đó, chiều rồi mấy người lính hơi mệt.
nhớ lên cây đưa lộ cái mặt ra. Ê, Kinh Giang nghe. Chào con ở Kinh Giang kìa. Giống châu nữa. Dạ bà con Kiên Giang mày quê mình nha. Kiên Giang mà nhìn xéo gì tới Ba Thê luôn đó. Này Giáp Ganh. Giáp Ganh hả? Tới Ganh đó anh, Ganh Kinh Ganh á. Kinh Mộ về tới Kinh Ganh á. Đỉ ngộ đi kìa. Lao cái nhánh đó. Cái tù khúc cái chân cái bằng rồi. Giờ đậu má mình lọt cái kẻ giò nhỏ ở dưới á. Anh tới cái chớ này đó, anh bự rồi anh đâu có lọt sát luôn đâu. Có sát xuống đổ ngồi chân luôn. Chỗ trống này là cho anh quay nè, cái bạn ông kìa. Thấy rồi, đây nè, thấy nè. Chào bà con giống ông. Ông mày làm cái cụm ở đây trước, không anh ơi, cụm dưới này trước này làm cái trống đi. Rồi, chào bà con. Châu kìa, chào châu. Đúng không, chào anh châu, trời. Anh châu ơi, bữa nay chào anh lại anh châu. Rồi đây là cái dạng cắn, không biết đâu nó bò lên tới hay thật chứ. Đó, nó ngạo con đó. Ừ, lại đó là... Để nó bám dữ lắm rồi.
Được rồi. Xuống đi. Mình để vậy mình dùng bả lan mình cắt gốc cảo luôn nha. Mình xuống luôn nè, xuống mình cắt gốc luôn nha. Giờ mấy anh dọn gốc hoặc là mình bấm gốc luôn rồi. Bây giờ làm củi luôn hả? Làm củi luôn cho bấm gốc.
đạt mấy rễ nó mới được, để nó hơi nó quấn. Rồi đặng xe đặng đi ơi. Rút ghẻ ơi. Ê ê ê ê ê. Sao kìa? Anh cắt bên đây nè, nó hình như nó hơn như bên đây nè. Kéo 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 về nó về bản đi không? Trong dây đó đó. Nó không qua đâu, nó về đây nè, nó sụp qua đây rồi. Ừ, sao mà lấy cái nhào ngược qua đây nè. Nó làm một cái bụp vậy. Giờ mình đấu cho cái ba lan bên đây nha. Tại vì mình lấy củi nha, đưa cái vô đây cho nó mau nha. Anh ấy cho nó vừa căng lên đó. Cho hồi đầu anh ấy hãy rút cái nữa là vô à. Hãy rút đi hãy. À rút đi, rút đi, rút đi. Được rồi đó, đó, anh được rồi. Không được rồi, căng rồi đó. Không, không, không sao đâu. Rút là gãy à. Gãy rồi. Rút đi. Đúng không? Sao sao nó lên mình đến không à? Nói không? Nói không? Nó chạy gì không hắn? Đến, 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 rút thêm lên đến. Sao, sao, sao nó muốn ra, chạy ra không hả? Chạy đâu? Chạy
chạy đâu chạy. Cứng không? Rồi rút đi, hãy rút đi. Rồi rớt cái ngã vô dần. Ngã đó. Thiệt chứ bộ. Nhá cái nữa nha. Không. Khoan khoan đừng nhá, khoan từ từ đi. Nhá. Cho nó nghiêng lên đi. Cho nó nghiêng thử cái coi. Giờ này xuống nó nguy hiểm lắm. Không. Không. Vậy đó. Vậy con đó. Xe kìa, con xe kìa. Rồi rồi con rồi. Xe rồi. Đi. Đéo gãy rồi. Đứng mày đắng đi. Không không gãy rồi phân rồi. Gãy vô đó. Nghe gắt gắt rồi đó. Có. Alo nghe nè anh chợ ơi. Lên nó lên đó, lên. Dạ. Đó. Lên 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 đây. Quay quay. Có xe đó. À khoan 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 để chút xíu đi em điện lại cho. Tại em để khoan khoan xe đang ngã đó, ngã lên đó. Khoan, 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 để đi bút cái má lan cái. Đâu dụng thẳng mà. Khoan, đừng cho qua, đừng cho qua ốc ơi. Rút đi, rút đi. Rút, rút luôn, khoan, rút luôn, khoan, rút, chạy luôn, khoan, lên, 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 rồi, rút đi. Chạy chạy lên đó, chạy rút rút luôn đi mắng. Lấy cái máy mới được. Thằng này lấy cái máy kìa. Rồi rút đi, rút đi, rút đi, ngã đó. Phản rút điện thoại, rút điện thoại. Rút ra lại luôn đó, rút ra lại luôn đó. Gãy đó, gãy đó, gãy đó. Rồi, 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 rồi. Ngã đó, ngã đó. Rồi, chặn đi Hải, chặn đi Hải, chặn đi Hải, ngã luôn đó Hải. Rồi, 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 biết rồi, biết rồi. Cái nữa ngã rồi. Xe, xe đẳng không ơi. Xe. Đằng đẳng chiếc nữa kìa, nó không biết nó chạy kìa. Không dọn dọn nó đẩy cho ta chạy qua đi. Rồi 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 tới đi. Ôi 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 hết hồn luôn nha. Cho xe tao qua đi. Cho xe tao qua cái đi. Xuống cái gì nữa. Hết hồn luôn. Okay.
hết hồn không? Rồi vì là mình cứ xả là tuổi ra cái nó là xong nhưng mà hết thì ra xả củi rất là lâu nha bạn. Thôi mình xin kết thúc clip này đây nha. Hẹn các bạn cái clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Các bạn có thích thì cho mình một comment và một subscribe nha bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Chứ có ghế gì nữa bạn, đúng là ghế luôn. Ghế này đường này mình lấy củi cũng rất là thấy mà phải gốc này gì đó Oh.
Bye bye các bạn nha. Quá thấy cái tàn cái cây này luôn nha các bạn.